Buôn Sơ Ước Nguyện xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi dụ dễ giao lưu đến anh em, tất cả là bầu rinh. Một trồng cây có hoa và quả rất là đẹp. Đây là hoa của cây dụ dễ và đây là quả của cây dụ dễ. Ảnh đây mình chụp thực tế. Cây đầu tiên mình giới thiệu anh em là cây dụ dễ mã F10, giá giao lưu là 250 bao ship. Một cây tàn thiên nhiên tàn dù, cây chỉ cần bé nhưng mà tàn rất là đầy đặn. Cây dù dễ này nụ rất là nhiều. Ngoài tự nhiên cây rất là dễ đậu quả. Nếu mà anh em chăm kỹ thì cây sẽ sai nhiều, sai quả hơn. Hầu như những nhánh nào cũng có nụ trên cây. Những thân thì bé tầm ngón tay út, tàn rất là dày, chiều cao tầm 35, tán ngang tầm 45. Một cây tàn dù. Mã tiếp theo là mã F11, giá giao lưu là 320 bao ship. Cây dáng cụm rừng. Những thân phân bố rất là hợp lý. Cây tiếp theo là lô dụ dễ F12, bao gồm 2 cây. Nhánh này tầm bằng ngón tay. Hầu như những cây dụ dễ cây nào cũng có nụ trên cây. Dụ dễ thì sẽ cho quả là quanh năm. Mùa chính của quả dụ dễ sẽ là mùa hè, còn các mùa còn lại khi nào đủ nắng thì cây sẽ có quả trên cây. F12 bao gồm 2 cây. Đây là cây siêu mini, chiều cao tầm 20, tán ngang tầm 20. Lô 2 cây, giá giao lưu là 260 bao ship. Cây tiếp theo là cây F13, giá giao lưu là 180 bao ship. Cây này cũng có nụ trên cây. Cây lắc lượng rất là đẹp, chiều cao tầm 45, thân lớn hơn ngón tay cái một tí. Cây tiếp theo là cây F14, cây hai thân dáng bay, giá giao lưu là 200 bao ship. Chiều cao gần 40, tán ngang tầm 45. Cây này cũng có nụ trên cây. Cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay là cây F15, giá giao lưu là 260 bao ship. Một cây dáng cầm rừng. Chiều cao tầm 35, tán ngang là 45. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và đây cũng là số Zalo của mình.